Xin chào các bạn đã trở lại với Thế Giới Đồng Hồ ha. Và trên tay mình hiện tại là một trong số những phiên bản đầu tiên của Redmi Watch 4 tại Việt Nam. Và sau một khoảng thời gian trải nghiệm, mình sẽ mang đến cho các bạn 10 tính năng mình thấy hay và hữu dụng nhất trên chiếc đồng hồ này. Và rồi ok, cùng mình bắt đầu thôi. Tính năng đầu tiên mình dùng mình thấy hữu dụng và tiện nhất đó là cái khả năng nghe gọi trên Redmi Watch 4. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể thiết lập những cái tính năng liên quan này. Thì đối với cái tiện ích đầu tiên là các bạn có thể thêm những cái liên hệ vào để chúng ta thực hiện cuộc gọi nhanh. Các bạn hãy truy cập ứng dụng Mi Fitness tại phần thiết bị. Ở đây chúng ta hãy tiếp tục truy cập vào cái phần cuộc gọi đến giúp mình. Tiếp tục các bạn kéo xuống phần bên dưới ở đây, tại cái phần liên hệ yêu thích các bạn chọn vào. Chúng ta chọn vào thêm liên hệ ở đây. Rồi, chúng ta nhập những cái số chúng ta muốn thêm ha. Chọn. Đây. Và tối đa các bạn có thể thêm được 10 liên hệ. Sau khi đã thêm liên hệ thành công á, chúng ta trở về bên đồng hồ giúp mình. Sau đó các bạn hãy truy cập vào đồng hồ, cái biểu tượng danh bạ này giúp mình. Chúng ta chọn vào. Các bạn có thể gọi thông qua cái liên hệ ở đây luôn. Và cái tiện ích tiếp theo đó là anh em có thể quay số thông qua đồng hồ. Thì anh em chỉ cần chọn vào cái biểu tượng cuộc gọi ở đây giúp mình. Sau đó chúng ta chọn vào một cái liên hệ anh em cần thực hiện, hoặc là anh em chọn vào cái biểu tượng này để chúng ta nhấn vào số, chẳng hạn như mình muốn gọi. Đây, mình chỉ cần nhấn gọi là được. Cái tính năng số 2 mình muốn mang đến cho các bạn đó là cái tính năng đồng bộ sự kiện giữa điện thoại và đồng hồ để các bạn có thể xem và theo dõi những cái sự kiện đang có. Ok, thì trên đồng hồ á, chúng ta để xem được những cái sự kiện đó, các bạn chỉ cần bấm vào cái phần menu chức năng, các bạn truy cập vào hai cái biểu tượng giống như mình ở trên màn hình hiện tại. Cái thứ nhất đó là cái biểu tượng lịch như thế này. Và lưu ý giúp mình là chúng ta chỉ có thể đồng bộ trong khoảng 7 ngày trở lại thôi ha. Ở đây mình đã đồng bộ từ khoảng thứ 5 cho tới khoảng thứ 3. Những cái chấm nhỏ trên cái đầu nó sẽ hiển thị cái sự kiện cho các bạn chọn vào để chúng ta xem cái sự kiện đó có gì. Đây. Đó. Ngoài ra nữa thì trong trường hợp các bạn muốn xem cái sự kiện của ngày hôm nay đi, chúng ta chọn vào cái biểu tượng bên cạnh và các bạn vuốt từ dưới lên để chúng ta xem những cái sự kiện tiếp theo. Rồi và nhớ giúp mình là chỉ tối đa trong vòng 7 ngày thôi ha. Để đồng bộ được, các bạn đầu tiên hãy truy cập vào cái phần thiết bị ở trên điện thoại của mình. Đầu tiên ở đây mình đang sử dụng iPhone ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ bật cái đồng bộ sự kiện lên giúp mình. Mình tắt là những cái sự kiện ở trên đồng hồ nó sẽ mất đi. Và khi mà mình bật lên lại thì nó sẽ đồng bộ qua. Và để thiết lập sự kiện thì các bạn hãy truy cập vào cái ứng dụng lịch trên iPhone giúp mình. Thì để thiết lập các bạn chỉ cần chọn vào một cái ngày trống ở trong tháng, hoặc là cái ngày có sự kiện cũng được. Chúng ta chỉ cần chọn vào ha. Sau đó các bạn chọn vào dấu cộng ở góc phải màn hình. Tiếp tục nhập cái tiêu đề, ở đây mình minh họa thôi. Khung giờ giữ nguyên. Như vậy vào chủ nhật ngày 7 khoảng 10 giờ chúng ta sẽ có một cái sự kiện A. Qua bên đồng hồ thì khi mà các bạn chọn vào phần lịch, lúc này ngày 7 nó sẽ xuất hiện một cái dấu chấm nhỏ trên đây chứng tỏ các bạn đã đồng bộ thành công cái sự kiện đó. Tính năng tiếp theo đó là các bạn có thể tạo cái danh sách các việc cần làm và chúng ta theo dõi. Thì với cái checklist này các bạn có thể xem những cái mục nào các bạn đã hoàn thành và chưa hoàn thành. Rồi ok, trong mục hoàn thành đó thì mình đã tích vào hai cái mục này rồi. Đó, các bạn có thể tích lại thành chưa hoàn thành. Và khi mà các bạn tích thành chưa hoàn thành rồi, nó sẽ tự động đưa vào cái mục chưa hoàn thành ở đây. Và khi mà chẳng hạn như các bạn đã hoàn thành cái việc đó rồi, các bạn chỉ cần tích vào ok, hoàn thành là xong ha. Rồi, vậy thì để thiết lập cái danh sách các việc này, các bạn chỉ cần truy cập vào cái mục thiết bị ở trên iPhone. Chúng ta truy cập vào ứng dụng Mi Fitness, cái mục thiết bị. Các bạn chọn vào cái phần nhắc nhở nhiệm vụ giúp mình. Sau đó chúng ta chọn vào thêm nhiệm vụ ở đây. Các bạn chọn vào cái mục chữ B. Ok, các bạn chọn vào nhắc nhở ở đây. Nó sẽ có cái thời gian. Các bạn chỉ cần thiết lập. Đây là giờ nè. Đây là phút nè. Rồi, mình kéo xuống 10:37 ha. Và khi mà các bạn đã thiết lập thành công, cái sự kiện nó sẽ được tự động đồng bộ qua trên đồng hồ cho các bạn. Và đến cái khoảng thời gian hồi này mình thiết lập là 10:37 thì chờ đến 10:37 nó sẽ có một cái thông báo cho các bạn luôn. Giống như là một cái thông báo này nè. Đó. Đây.
nó sẽ có một thông báo cho các bạn. Và chẳng hạn như các bạn hoàn thành cái việc đó rồi á, thì chúng ta chỉ cần mở vào cái checklist ở đây ha. Các bạn hoàn thành là được. Tiếp tục nữa, các bạn có thể nhấn giữ vào mặt đồng hồ để chúng ta thay đổi những cái mặt như thế này. Và đối với cái mặt hình nền cá nhân á, khi các bạn thay đổi rồi, chúng ta sẽ có tối đa 8 ảnh khác nhau. Và các bạn nhấn vào, nó sẽ tự động chuyển thành một cái ảnh khác. Và khi mà các bạn che màn hình lại, các bạn mở lên, nó sẽ tự động chuyển sang một cái hình cá nhân khác. Rồi trước khi mình hướng dẫn các bạn thiết lập cái màn hình cá nhân, thì chúng ta sẽ custom lại một trong số những cái mặt có sẵn trên Redmi Watch 4 như thế này. Nó sẽ có một vài mặt thiết lập được và một vài mặt không. Thì đối với những mặt nào thiết lập được, nó sẽ hiển thị cái chữ sửa ở đây. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái chữ sửa. Sau đó chúng ta chỉ cần vuốt từ dưới lên như thế này để chúng ta thay đổi cái phong cách. Hoặc là các bạn xoay cái núm xoay giống mình. Rồi các bạn vuốt từ phải sang trái để chúng ta chọn vào cái chức năng ha. Đây, bấm giờ. Ok, cái phần này là các bạn có thể thiết lập những cái tính năng tùy thích. Chọn dấu tích. Đó, chọn dấu tích là được. Rồi, chọn dấu tích. Như vậy là các bạn có thể thay đổi hoặc là custom cái mặt đồng hồ. Tương tự với những mặt khác cũng như vậy. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái chữ sửa ở đây, miễn là nó có chữ sửa thì các bạn có thể thay đổi và tùy chỉnh cho nó đẹp hơn. Thay đổi màu sắc. Rồi chúng ta chọn một cái chức năng. Hơn nữa nha, trên mặt đồng hồ nó sẽ có những cái phần chức năng như là số bước đi. Đây, khi các bạn chọn vào, chúng ta có thể truy cập nhanh vào cái phần đó luôn. Và đối với cái mặt này đi, khi mà các bạn thay đổi, chúng ta sẽ thấy là cái biểu tượng chức năng là nhịp tim hay là chạy bộ ở đây. Chúng ta chỉ cần chọn vào cái nhịp tim, đồng hồ sẽ điều hướng tới cái chức năng này. Hay là với cái chức năng chạy bộ các bạn chọn vào, chúng ta cũng có thể truy cập nhanh vào cái tính năng chạy bộ luôn. Đó, những cái bài tập nè. Và với những hình nền cá nhân, các bạn chỉ có thể thay đổi cái màu sắc và tùy chỉnh giống như mình hướng dẫn thôi ha. Thì để thiết lập những cái màn hình cá nhân này, các bạn chỉ cần truy cập vào ứng dụng Mi Fitness giúp mình ở trên điện thoại. Chúng ta vào cái phần thiết bị ở đây. Chúng ta tìm đến cái phần giao diện đồng hồ. Sau đó các bạn kéo xuống. Ở đây nó sẽ hiển thị cái mục tùy chỉnh này. Các bạn chọn vào cái mục tùy chỉnh. Và tại phần này chúng ta sẽ chọn một cái layout nào mà các bạn thích. Ok, mình sẽ chọn cái mục này. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái phong cách. Các bạn chọn vào dấu cộng ở dưới này ha. Chúng ta có lần lượt thêm những cái ảnh mà các bạn mong muốn thêm vào. Đó. Điều chỉnh. Chọn OK. Tiếp tục chọn dấu cộng. Rồi. OK. Mình minh họa một vài ảnh đó ha. OK. Và sau khi đã chọn một vài bức ảnh, các bạn chỉ cần chọn áp dụng và đợi cho cái quá trình nó đồng bộ thành công là được. Và khi được đồng bộ thành công á, các bạn chỉ cần ở trên đồng hồ chúng ta nhấn một lần để thay đổi. Đây, các bạn có thể có những cái bố cục khác nhau và chúng ta có thể lưu khá là nhiều cái hình ảnh cá nhân lên. Tính năng sau đây sẽ là một cái nó rất là hữu dụng trong một vài trường hợp cấp thiết, đó là SOS khẩn cấp. Các bạn chỉ cần nhấn nhanh vào 3 lần trên cái chiếc Redmi Watch 4 của các bạn, nó sẽ hiển thị một cái giao diện khẩn cấp. Và sau khi hết cái thời gian đếm ngược, nó sẽ tự động thực hiện cái cuộc gọi đến với cái liên hệ các bạn đã thêm ở trên đồng hồ. Và để thiết lập cái tính năng SOS khẩn cấp ở trên chiếc Redmi Watch 4, các bạn hãy truy cập vào ứng dụng Mi Fitness giúp mình tại phần thiết bị ha. Rồi tại phần này các bạn truy cập đến cái phần bảo mật ở đây, nó sẽ có cái chữ SOS khẩn cấp. Chúng ta chọn vào SOS khẩn cấp và các bạn thêm cái số liên hệ của các bạn vào đây và cái tên danh bạ. Sau đó chúng ta chọn vào lưu. Như vậy là các bạn có thể thiết lập SOS thành công rồi. Tiếp tục, tính năng số 8 này mình đảm bảo sẽ hữu dụng với các bạn nào mà chúng ta hay quên sạc. Thì với Redmi Watch 4 các bạn có một cái thời lượng sử dụng pin dài rồi. Tuy nhiên thì trong trường hợp chúng ta quên sạc thì chúng ta cũng có thể tiết kiệm pin bằng cách các bạn chỉ cần vuốt từ dưới lên tại màn hình chính, chúng ta chọn vào cái biểu tượng dấu cộng pin ở đây. Bật lên. Rồi. Khi các bạn muốn tắt đi, các bạn chỉ làm theo cái hướng dẫn trên đồng hồ là được. Và trong trường hợp chúng ta muốn xem luôn những chi tiết hơn về cái quá trình chúng ta sử dụng và xem luôn những cái tính năng nào mà nó đang hao pin, các bạn chỉ cần truy cập vào cái phần cài đặt tại mục pin ở đây, chọn vào. Rồi, nó sẽ có cái thời gian dự kiến là cái bao giờ đồng hồ sẽ cạn pin. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có cái chế độ tiết kiệm pin ở đây. Đó, các bạn có thể bật lên và nó sẽ dự kiến là vào 21 ngày nữa đó.
Hơn nữa thì cái phần tối ưu dưới này nó cũng sẽ cho bạn biết là những tính năng nào nó đang được bật và nó tiêu tốn pin. Các bạn có thể tắt những cái tính năng này đi. Đây là một điểm mình thấy khá hữu dụng trên Redmi Watch 4. Và đối với những bạn nào mà chúng ta muốn thay đổi cái bố cục này á, thì các bạn chỉ cần truy cập vào cái phần cài đặt ở trên đồng hồ giúp mình. Sau đó chúng ta tìm đến cái phần bố trí. Thì tại phần này nó sẽ có một cái mục lưới và cái mục danh sách. Các bạn chỉ cần chọn vào một trong hai mục là được. Chọn lưới đi. Đó, khi bạn chọn vào nó sẽ như thế này. Trên đồng hồ á, thì với những cái phần tiện ích này các bạn chỉ có thể thay đổi cái chức năng ở trong cái tiện ích này. Tuy nhiên thì trên điện thoại, khi mà các bạn vào trong cái phần tiện ích ở đây, cái phần hệ thống tiện ích nè. Đó, tại phần này các bạn có thể thay đổi vị trí những cái cụm tiện ích này. Chúng ta chỉ cần nhấn vào dấu ba gạch ở đây, sau đó các bạn nhấn giữ, kéo để thay đổi vị trí. Và tối đa chúng ta chỉ có 4 cái thôi ha, trong trường hợp các bạn xóa bớt một cái đi. Nó sẽ cho phép bạn có thể thêm. Thì thêm thì các bạn chỉ cần chọn vào và chúng ta thay đổi thành một cái bố cục mà các bạn muốn. Rồi bố cục. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn từng cái phần chức năng cho nó. Calo. Cộng vào ha. Sau đó các bạn chọn vào cái mục vận động ở đây. Tiếp tục cái mục vận động. Đó, nhịp tim. Rồi. Chọn vào cái mục số 2. Ok. Số 3. Bước cuối cùng. Calo. Sau khi xong rồi các bạn chọn vào dấu tích giúp mình. Rồi, và khi mà đã đặt thành công rồi á, các bạn sẽ thấy là trên đồng hồ nó sẽ hiển thị cho mình là cái cụm tiện ích đó các bạn vừa thiết lập nè. Rồi, tính năng tiếp tục đó là với những bạn nào mà chúng ta sử dụng đồng hồ hay đi bơi hoặc là các bạn tập luyện nhiều mà sợ mồ hôi vào cái rãnh loa nó làm ảnh hưởng đến chất lượng loa đồng hồ, thì ở đây chúng ta có cái tính năng thoát nước, các bạn chỉ cần chọn vào. Rồi, đồng hồ sẽ đẩy nước như vậy á, cho đến khi nào các bạn bấm vào cái nút xoay để các bạn thoát ra thôi. Tính năng tiếp theo trên Redmi Watch 4 nó sẽ cho phép bạn có thể kết nối với một cái điện thoại mới mà không cần mất cái dữ liệu trên đây. Rồi, chú ý giúp mình là ở đây mình đang kết nối Bluetooth và điện thoại mình đang kết nối ở đây là chiếc 13 Pro Max ở đây ha. Đây, vẫn đang kết nối nè các bạn, có thể thấy rõ. Vậy để có thể kết nối sang điện thoại mới, chú ý giúp mình đầu tiên chúng ta hãy truy cập vào cái phần cài đặt của đồng hồ. Sau đó các bạn vuốt xuống dưới. Vuốt xuống dưới tại cái phần hệ thống này nè. Các bạn chọn vào chúng ta kết nối với điện thoại mới. Ở đây nó sẽ ngắt kết nối với điện thoại hiện tại khi bạn nhấn dấu tích và nó sẽ thông báo ở trên điện thoại của chúng ta là thiết bị đã ngắt kết nối nè. Rồi các bạn, nó sẽ hiển thị cái giao diện kết nối ban đầu cho chúng ta như thế này. Ok. Đó, lúc này các bạn chỉ cần quét cái mã QR code ở trên điện thoại mới là được. Và ở trên điện thoại mới thì tiếp tục các bạn chọn vào cái phần wearable ở đây, các bạn chỉ cần nhấn vào Redmi Watch 42. Ok. Chúng ta chọn connect. Rồi lúc này nó sẽ thông báo một cái yêu cầu kết nối, các bạn chỉ cần nhấn pair. Hello. Start. Rồi sau khi mà các bạn đã kết nối với điện thoại mới giống mình á, thì như mình đã nói rồi, các dữ liệu cũ nó vẫn sẽ giữ cho các bạn, bao gồm dữ liệu sức khỏe, nhịp tim này chẳng hạn. Đó, nó vẫn còn ở đây cho các bạn ha. Hay là dữ liệu giấc ngủ, đêm qua mình có đeo đồng hồ đi ngủ thì nó vẫn ghi nhận lại như thế này. Tiếp tục thì như cái khối lượng tập luyện ở đây nó vẫn còn. Tính năng này nó sẽ giúp các bạn có thể có cái dữ liệu nó đồng bộ hơn khi các bạn thay đổi từ điện thoại này sang điện thoại khác. Và lưu ý giúp mình là hai điện thoại phải sử dụng chung một cái tài khoản Mi Fitness thì các bạn mới thể chuyển kết nối dễ dàng như vậy ha. Rồi, và một trong số những tính năng mình thấy nó cũng khá là tiện khi mà mình đi vệ sinh vào ban đêm, mình lười bật đèn hoặc là mình muốn tìm đồ thì cái tính năng đèn flash này ha. Thì đó, cái thứ nhất, cái chế độ đầu tiên là các bạn sẽ, nó sẽ trắng như thế này nè, nó sáng đèn lên. Cái thứ hai là nó sẽ chớp chớp như thế này. Trong trường hợp các bạn muốn gọi là tín hiệu, tạo tín hiệu á, thì cái tính năng này nó cũng khá là ok la cho các bạn ha. Đó, vuốt lên vuốt xuống để chúng ta thay đổi. Bạn có thấy những tính năng mình mang đến bên trên nó có thật sự hữu dụng cho bạn hay không? Thì đừng quên để lại cho tụi mình một bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì nhớ nút like, subscribe kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Thế Giới Đồng Hồ. Xin được phép hẹn gặp lại các bạn trong video sau.